Tiểu sử Đại tá Trần Văn Phúc Đại tá Trần Văn Phúc sinh năm 1978, quê quán ở huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, tháng 9 năm 2021. Đồng chí Trần Văn Phúc khi đó làm Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu Bộ Công an, được điều động bổ nhiệm đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình. Chiều ngày 31 tháng 5 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng tá lên Đại tá cho ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh. Bổ nhiệm Đại tá Trần Văn Phúc giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Tại buổi lễ, đại diện Cục Tổ chức Cán bộ Bộ Công an đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, sinh năm 1976, quê quán quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, đến nhận và giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ Bộ Công an. Điều động Đại tá Trần Văn Phúc sinh năm 1978, quê quán ở huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, đến nhận và giữ chức vụ Giám đốc Công Công an tỉnh Quảng Ninh, trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ cho Đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an chúc mừng Thiếu tướng Đinh Văn Nơi và Đại tá Trần Văn Phúc được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao nhiệm vụ công tác mới. Đồng chí Thứ trưởng ghi nhận thành tích các đồng chí đã đạt được trong thời gian qua, có phần tích cực vào kết quả công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các địa phương thứ trưởng nguyễn ngọc lâm tin tưởng đại tá trần văn phúc sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc giữ vững đoàn kết nội bộ phát huy trí tuệ tập thể làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh quảng ninh xây dựng lực lượng công an tỉnh quảng ninh ngày càng vững mạnh toàn diện chỉ định đại tá Trần Văn Phúc giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Ninh. Tại buổi lễ ban thường vụ tỉnh ủy Quảng Ninh cũng đã công bố quyết định về việc chỉ định đồng chí đại tá Trần Văn Phúc giám đốc Công an tỉnh tham gia ban chấp hành ban thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025 thay mặt tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh phó bí thư thường trực tỉnh ủy gửi lời chúc mừng đến đồng chí thiếu tướng Đinh Văn Nơi và đại tá Trần Văn Phúc ghi nhận những đóng góp của thiếu tướng Đinh Văn Nơi trong thời gian công tác tại Quảng Ninh đồng chí phó bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh Quảng Ninh có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng an ninh của tổ quốc trong những năm qua tỉnh Quảng Ninh luôn tích cực chủ động có các chủ trương biện pháp đồng bộ hiệu quả trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia chủ động nhận diện sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống. Quan tâm ưu tiên đầu tư hỗ trợ nguồn lực lớn, xây dựng trụ sở làm việc mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ xây dựng lực lượng công an nhân dân, thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Với sự đồng lòng quyết tâm và nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, các lực lượng vũ trang, trong đó có lực lượng công an giữ vai trò tham mưu, nòng cốt, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh luôn được đảm bảo chủ quyền an ninh biên giới biển đảo quốc gia được giữ vững, xây dựng xã hội trật tự kỷ cương an ninh an toàn và minh. Đây là tiền đề quan trọng để tỉnh Quảng Ninh tập trung xây dựng phát triển kinh tế xã hội nhanh, hiệu quả, bền vững, giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế cao ổn định trên hai con số trong 9 năm liên tiếp, 2015 đến năm 2023. 6 tháng đầu năm 2024, tăng trưởng kinh tế đạt 9,02%, FDI thu hút được 1,55 tỷ USD, đứng thứ ba cả nước. An sinh phúc lợi xã hội được đảm bảo trước bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều biến động quảng ninh càng phải tiếp tục đồng thời thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược vừa phát triển kinh tế xã hội nhanh bền vững vừa chủ động giữ vững độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đồng chí trịnh thị minh thanh phó bí thư thường trực tỉnh ủy tin tưởng đại tá trần văn phúc giám đốc công an tỉnh sẽ tiếp tục chủ động sáng tạo cùng tập thể lãnh đạo công an tỉnh chỉ đạo xây dựng triển khai các kế hoạch phương án đảm bảo vững chắc an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Phát biểu nhận nhiệm vụ đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, các đồng chí trong Thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh. Trên cương vị công tác mới, đại tá Trần Văn Phúc nguyện nỗ lực chung sức đồng lòng đồng kết thống nhất cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy lãnh đạo Công an tỉnh và toàn thể cán bộ chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, xây dựng lực lượng Công an Quảng Ninh thật trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đều cả tinh thần trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang, các sở ban ngành đoàn thể các địa phương phấn đấu xây dựng tỉnh, địa bàn tỉnh Quảng Ninh trật tự kỷ cương, an ninh, an toàn lành mạnh, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng.